Chim Cảnh Đất Việt xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì bên mình đang bán cái móc inox treo lồng chim. Đây là loại móc rất là tốt và rất là tiện dụng. Các bạn thấy đấy, chúng ta có thể treo được tất cả các loại lồng, ví dụ như lồng họa mi này, chào mào này, chòe lửa, chiếc chòe vân vân. Đó. Và đây, các bạn thấy là đằng sau của nó thì sẽ có một cái khuy như thế này. Các bạn có thể bắn vít vào tường và treo lên như nhà mình đang treo đây. Đó. Đây. Thì giá của nó là 35.000 một chiếc. Bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0944114410 hoặc là 0908070555. Mình ở 274 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội và có ship hàng toàn quốc. Các bạn theo dõi thêm trên Facebook Chim Cảnh Đất Việt. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào tất cả các bạn.